Hiệp ơi, vào thử anti-cheat đi em nào. Thử anti-cheat à? Ừ. Được. Anti-cheat 3.0 mà, Vagnet 3.0 mà. Nghe pro tin à. Không còn quay đầu nhưng mà chắc vẫn còn buồn hay. Quay đầu á, quay đầu là game nó reset mà, nó cancel luôn đấy. Ui, giờ ít thằng vàng đấy, còn mỗi một thằng vàng rồi. Ban hết rồi. Ban hết rồi. Trông vẻ xịn đấy. Vagnet 3.0 là nó không ban cái thằng hack đâu anh Và nó thấy cái game đấy bất thường thì nó bỉ cái game đấy. Cái thằng mà bất thường thì chỉ bị ban 24 tiếng hay sao ấy. Report được không? Mình report thì nó ăn phiếu không? Em nghĩ bây giờ report là ăn đấy. Phải thử mới được. Nhìn, ui, biệt đội Trung Quốc luôn này. Ui, nick mới thế. Ông legit mà. Ui, vãi lên. Thằng nick mới à? Ui, toàn nick trông mới tích em ơi. Mẹ rồi. Mình test Vagnet. Test Vagnet 3.0 thôi. Không ổn thì mình lại về lại cái máng lợn với ít thôi chứ không biết làm nào nữa. Ui, con mẹ nick mấy thằng này mới. Mới lắm em ạ. Ui, mẹ hỏng rồi. Nó solo mà. Nhưng mà lại đâm đặc chứa tượng hình. Mẹ. 181 giờ mà. Damn, chít do mâm. Ui, mẹ con chửi luôn mà. Ui, mẹ tôi tao report chắc lấy lợi thế đã. Không sao, không sao. Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Mẹ, mà tao phải report trước. Trông vãi lực lắm. Còn mẹ Vagnet 3.0. Trông hoang mang style vãi lực ra. Vagnet 3.0 vào làm việc đi anh Vagnet ơi. Mày có tin tưởng tao ý. Các Trung Quốc ấy ping bằng với Hiệp này. Khéo với hàng xóm chứ sao. Thôi kì. Thôi hợp tác hay gì kìa. Nó bảo đầu hàng đi hay sao ấy. Vagnet 3.0 officer tí đó bắn cho lật mặt thì thôi. Xấu hổ lắm Hiệp ạ. Mẹ cuộc đời! Có mẹ cuộc đời! Ui! Ôi, quay đầu rồi! Quay đầu rồi! Ui! Ui! Quay đầu nữa rồi! Ôi, ôi, nó kéo đây! Vagnet 3.0! Con mẹ tựa game tôi yêu. Report. Cho chơi tôi yêu. Ôi trời ơi. Mẹ bác. Vào xem map có hoạt động. Đúng rồi, để xem đi. Phải không thật đâu. Mẹ tránh ra xin. Tránh ra. Để tao ra lò tao cày nát đội hình đối phương. Video này được tài trợ bởi Skin Monkey. Skin Monkey là trang trao đổi đồ CS2 tự động. Các bạn có thể trao đổi đồ một cách dễ dàng và an toàn. Chọn đồ mình có và đổi sang đồ mình muốn. Bạn có thể lấy bonus bằng cách điền code BOMBAN. Trao đổi trên 10 đô sẽ được bonus 0.5 đô. Đủ 100 đô bạn sẽ được bonus 5 đô. Giá skin ở trang này khá giống với cả giá skin trên Steam Market. Tuy nhiên, khi nạp bạn sẽ nhận được 30% bonus, thêm 5% nữa khi sử dụng code BOMBAN, tổng cộng là 35%. Ngoài ra, có thể lấy skin miễn phí hàng tuần và tham gia GA hàng ngày. Link của Skin Monkey mình để bên dưới, bấm vào để nhận ngay những ưu đãi tốt anh em nhé. Ra giỏi giỏi ra đây. Đi đẩy chốt. Ba giảm chốt. Ba. Ui. Con mẹ vừa quay màn hình đi thì nó ra mà. Ui dồi ôi. Vagnet 3.0. Cô mẹ niềm tin vào Vagnet 3.0. Sao anh em bảo tôi là mẹ nó quay thì nó sẽ hủy trận. Đâu để tôi tìm xem. Bắn rau cứ bắn round đi post lần nha, xem nó có hủy trận không. Em làm liên tục đây này. Em bấm liên tục qua em áp cả. Ngồi bấm vậy. Ui dồi ôi. Anh em ra long đi, dồn mạng nó một thằng nữa chứ. Mẹ không nhận được. Nó là thằng hack rồi. Ra lo bắt thằng hack. Ra lo ai flash đây. Con mẹ nó lượn nó đéo ra luôn. Nó đứng ở trong cửa trong xe rồi. Ui ôi. Ai sợ đi về. Mẹ à mày. Ui. Report đi, cứ thời gian mua súng anh em là thời gian report để xem vác có hoạt động không? Không. 5 thằng solo mà vãi luôn 5 thằng khác. Ui giời ơi. Em ơi để tôi cày nát xem nó ra được pick được tôi không? Đi đi
thì đi hai luôn. Chó chưa đi móc nữa mà. Đéo ra long, đéo ra long mà tao bắn đéo tham gia luôn mà. Anh giết được một thằng ấy rồi. Anh giết được một thằng ấy rồi anh em ơi. Anh giết được thằng ấy rồi. Ui nó đục, nó đục, nó đục. Ui ui ui, thôi 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 thôi. Ai chết thế? Ra bắn đéo những người đàn ông rồi. Anh bắn cả vào tường trước mà. Mẹ, ui dồi ôi. Nó đục anh. Anh giết được một thằng hack anh em ơi. Tôi giết được một thằng hack. Mẹ á mày. Ê, anh đi hiện tại 1.6 vừa về đây. Ui, ui. Nhanh đấy nhở. Rồi, thì mẹ bố mới đọc được thăm mình rồi. Rồi. Còn mẹ, Vagnet 3.0. Vagnet 3.0. Đọc hết game rồi vẫn chưa thấy Vagnet đâu. Còn mẹ. Vag không kịp hoạt động rồi. Chưa chưa bôi dầu hay sao ấy? Chưa trơn. Rằng nét 3.0 chỉ là truyền truyền thuyết à? Thế mồm trước em hiệp quảng cáo. Nó chưa bắn thôi mấy thằng cũng hack. Ui, tao giết được một thằng kìa. Mẹ à mày thấy chưa? Hai thằng hack chết dưới tay tôi. Còn mẹ à mày, nhờn bố mày. Top frag luôn mà. Mẹ à. Để xem anh em mình gặp 5 thằng nick mới tinh thôi. Mẹ điêu. Nếu mà cái đấy là cái em đéo hiểu nhất. Còn mẹ 5 tích, 5 6 thì mình có phay lâu không? 3 phút mà. À 3 phút à. Vagnet 3.0 thật là xịn sò. Quét Vagnet. Quét. Sao cái trận đấu này chả để lại cảm xúc của mình nhỉ? Ê Vagnet 3.0 nữa còn gì nữa. Được trải nghiệm. Còn mẹ mày. Cũng phần học. Hâm 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 hâm. Có mỗi thằng telepathy là đéo hack. Luôn hệ thống chống hack 3.0 của Veil. Thật là tuyệt vời. Không, bắn nốt chứ. Mình bắn nó phải hết trận chứ. Còn một round nữa thì có thoát làm gì. Mình đã chịu đủ 12 round rồi thì mình phải bắt chúng nó chịu được đủ 13 round rồi không? Em giết một mạng rồi. Ai chết chay. Trốn anh em ơi, trốn mỗi người chia ra. Mỗi người chưa chết ở góc. Mình phải câu thêm mẹ mày. Mua lửa. Câu thêm một phút nữa của chúng nó phải không? Mua lửa vào. Lửa long rồi. Ôi, chạy đây, mẹ lửa. Ôi, chạy đây, xích tồn đây. Bye bye mọi người nhá. Ôi. Thì xin tiện đi xin. Ôi, chạy được ạ. Em ơi, Học ơi, bác ơi. Di chuyển em ơi. Sau lưng rồi. Nè, có thằng hầm nữa. Vâng, nét 3.0. Chơi thật là đỉnh cao. Thật là tuyệt vời. Trận đấu nhanh nhất lịch sử loài người. Năm thằng solo, năm thằng bốn thằng khách. Đỉnh thật. Đỉnh thật sự luôn. Mà chúng nó elo thấp này là nick mới lập cái hiệp để nó test hack đấy. Toàn nick mới tinh mà.